Chào mừng quý vị và các bạn đã tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ hôm nay ngày thứ Bảy, 29 tháng 4, ngày thứ 429, cuộc chiến Nga-Ukraine. Như vậy là ngày lễ bắt đầu rồi. Quý vị giờ này đang ở bờ biển nào của Tổ quốc? Đang ăn mực khô hay là đang ăn các loại hải sản tôm hùm, ghẹ ghiếc rồi là luộc tôm luộc liếc vân vân. Nói chung là cứ nghĩ tư thế là tôi đã thấy thấy ghen tị rồi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều những cái thông tin có thể nói là vừa mang lại những cây tin vui cho cả hai bên, đồng thời mang lại tin buồn cho cả hai bên và mang lại những tin buồn cho cả bên thứ ba. Chúng ta đến với tin buồn cho những người gọi là yêu hòa bình trên thế giới và phản đối bạo lực. Đúng không ạ? Thứ nhất thì hôm qua như chúng tôi cũng đã trình bày, trong cái vụ tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine ấy, thì Nga bắn 22 quả tên lửa Caliber Đấy, trong đó thì phía Ukraine nói rằng họ đánh chặn được 21 quả. Đầu tiên họ nói là 20, nhưng sau đấy thì còn 21. Còn một quả thì nó rơi vào một cái tòa nhà ở thị trấn Uman. Thị trấn Uman. Đây là nơi mà nó đóng cái trung đoàn tên lửa phòng không rất lớn của Ukraine ở khu vực này. Có các cái nhà kho, có cái trụ sở chỉ huy kho đạn, tên lửa vân vân ở khu vực này. Đấy. Tuy nhiên thì phía Ukraine nói rằng là tên lửa của Nga không đánh trúng cái cái khu vực quân sự mà rơi vào một tòa nhà khiến cho tòa nhà đấy đổ và người dân Ukraine bị thiệt hại, thiệt mạng. Trong đó có tới như hôm nay hình như là con số lên tới gần 20 người thiệt hại, thiệt mạng. Phía Nga thì họ nói rằng là họ đánh tên lửa sang trúng mục tiêu, tiến và, vào và, và mục tiêu nhưng mà Ukraine đã tên lửa của họ bắn nhầm vào tòa nhà của chính mình đấy, và cái đấy tôi nói đi nói lại mấy lần rồi nếu như có điều đến xảy ra thì cũng không có gì lạ bởi từ trước nay đã có nhiều những vụ như thế rồi khi mà tên lửa để sát tòa nhà cao tầng ấy thì nó thường hay dẫn tới cái tình trạng như vậy đấy, và phía nga công bố là họ đánh trúng cái tòa nhà sở chỉ huy của trung đoàn tên lửa đấy cho nên là là họ coi đây là cái việc mà ukraine tự bắn vào chính mình và gọi là ăn vạ đấy thì ngay sau đấy ngay sau đấy khoảng độ vài tiếng đồng hồ thì Ukraine tấn công uh, pháo kích vào vùng Donetsk, đây, vào đúng cái công viên, vào chính giữa công viên. Và trong đây có cả cái công viên nó có xe buýt uh, người đi tham quan này nọ vân vân ấy, và cái xe buýt nó cháy rụi luôn. Thiệt hại uh, cũng tầm đâu đấy khoảng hơn chục người, trong đó có cả trẻ em. À, như vậy là trong một ngày, hai bên tổn thất về dân thường lên tới vài chục người. Đấy là cái điều đáng tiếc cho những người... Uh, người, người độc lập như chúng ta đúng không ạ kể cả chúng ta có đứng về phe nào thì chúng ta cũng thấy là cái tổn thất của dân thường nó làm cái điều nó nó rất đáng tiếc đúng không đấy, mình cũng không phải là người yêu hòa bình hay là mình yêu hòa bình như chăng nữa thì đấy là một việc mà nó rất khó nghe khi mà nó xảy ra trong cuộc chiến sau đấy thì ukraine tiếp tục uh, tiếp tục tập kích uav vào kho dầu lớn nhất ở ở Sevastopol, đấy, kho dầu của Nga đây và một cái UV đã đánh trúng cái kho dầu khiến cho kho dầu phát nổ mấy cái kho liên tục phát nổ và cháy trong tới mười mấy tiếng đồng hồ lên tận trời như là một cuộc đấm hạt nhân ấy. đấy tuy nhiên thì toàn bộ kho dầu nó không cháy hết nó vẫn còn những cái tanh cơ bên cạnh nó vẫn còn nguyên nhưng mà chắc chắn là thiệt hại về dầu của nga là rất lớn có thể là, là... Uh, may đối với nga là họ sản xuất được dầu đúng không họ đốt dầu uh, gọi là vô tư không cần nghĩ nhưng mà rõ ràng là cái kho dầu của ngay quân cảng thiên hải này nó nói lên một điều là gì nó lên là thứ nhất trình độ uav của ukraine cũng không phải là tầm thường đấy và trình độ phòng thủ phòng không của nga ở đây cũng không phải là siêu cao gì đúng không để một uh, cái nơi mà rõ ràng là có hai cái tuyến hai bên cạnh đấy làm cái trận địa phòng không thế mà lại để uav của ukraine nó chui vào giữa được theo cái hướng này như thế rõ ràng là cái phòng không của Nga có vấn đề và cái kho dầu nó rất lộ thiên luôn nó lại sát quân cảng ở đây nữa đấy, cho nên nếu mà nó có những cái tiếng nổ lớn mà mà nó ảnh hưởng tới tới tàu tiếp các thứ thì Nga có ôm hận đúng không ạ Tuy nhiên một cái điều đáng đây là cái tin vui của Ukraine nhá đấy, bây giờ đến tin buồn của Ukraine đi thì uh, hôm qua sau khi mà Nga phát động tấn công tên lửa ấy, nó sẽ có một nó có một cái sự kiện mà tôi theo dõi rất đặc biệt bạn ạ. Đấy, đấy là là sau khi cái vụ tấn công của Nga vào đâu? Đây, Mykolaiv đây. Thành phố rất lớn, gần Kherson. À, Nga tấn công tên lửa vào Mykolaiv vào khu vực này. Đấy. Và theo như thông báo của phía Nga, quả tên lửa của họ rơi trúng một cái sở chỉ huy cao cấp. Trong đó đã tiêu diệt 20 sĩ quan cực kỳ cao cấp. Đấy, và phía Nga nói rằng là những người đấy là những người đang thực hiện và có thông tin tới kế hoạch tổng phản công của Ukraine. Đấy, à, bạn thấy rõ ràng không? Tức là những người mà đang thực hiện kế hoạch, đang cầm kế hoạch và có thông tin nhưng tới kế hoạch tổng phản công của Ukraine. Và sau đấy tôi nhìn thấy đúng rõ ràng một điều là ông chưa bao giờ ông Zelensky ông ấy giận dữ như thế. Ông ấy giận cực kỳ giận dữ luôn. Mà rất có thể là sau đấy là ngay lập tức có những cuộc tấn công vào trong vùng Donetsk và vùng dân thường của của Nga, đúng không ạ? Của cái vùng tạm chiếm ở vùng đột nhét, ấy. đồng thời là quân cảng Sevastopol. Đấy, nhưng mà đặc biệt là tôi chưa bao tôi thấy ông ấy giận dữ sau một cái cú đánh tên lửa của Nga như thế. Ông ấy nói rằng là là cái gì? Người Nga chắc chắn sẽ bị đánh bại, rồi này nó vân vân những cái từ gì đấy mà ông nói rất dài dòng. Nhưng mà tôi nhớ là cái cái giọng điệu của ông ấy nó mang một cái sự nó rất là hận thù. cho nên tôi nghĩ rằng cái khả năng đấy nó xảy ra rất cao khi mà phía Nga họ công bố về cái cái việc này hôm qua, hôm, hôm nay. Còn hôm qua họ đánh trúng thôi, nhưng mà nó chưa có thông bố thiệt hại. Hôm nay Nga nói là đánh trúng và con số 20 người sĩ quan cao cấp. Đấy, cao cấp mà có kế hoạch tổng phản công thì bạn nhớ là nó phải là những cái top hàng đầu, đúng không? Nó không phải là hạng chót vót thì nó cũng phải là dạng thứ hai sau chót vót thì mới có uh, truy cập được đến những cái thông tin liên quan tới chiến dịch tổng phản công của cái này. Đấy, đây là một cái tin mà có thể nói là 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 rất buồn đối với Ukraine. Đấy, còn tin buồn của Nga là nổ kho dầu rất to, đúng không? Đấy coi như là một ngày hai bên đều có những tin buồn rất lớn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại uh, mặt trận Bắc Mút. Đây, chúng ta nhìn thấy trong Bắc Mút. Nhìn thế này thì quý vị cũng đã thấy nếu các bạn theo dõi những ngày vừa qua thì chúng ta thấy Nga lại tiếp tục tiến đúng không ạ? Tiến rất nhiều. Bây giờ tôi như zoom lại nhá. À, từ phía dưới lên này. Thứ phía dưới thì uh, chúng tôi đính chính lại một tí là hôm trước khi mà ukraine thứ nhất là thông tin xác nhận là đây là ukraine cho nổ tòa nhà nhiều bạn bảo là là có ngu mà họ mới cho nổ à đây là bom của nga thực tế thì bom của nga không bao giờ phá kiểu đấy nó không phá theo kiểu là nó nổ từ dưới móng nó đáy tòa nhà lên nó sập như thế tòa nhà bom thì thường đánh vào mạng bên cạnh hoặc là hai bên từ hai phía còn nếu đánh từ trên xuống thì nó không ăn thua đánh từ hai phía thì nó chỉ thủng nó bay một mảng thôi đấy chứ nó ít khi nó bay cả tòa nhà nó sụp hật như thế đúng không ạ nó sụp như thế có nghĩa là phát nổ từ bên trong ra mà nhớ nhá và thứ hai là cái tòa nhà nó phát nổ nó không phải cái tòa nhà như hôm trước tôi ở đây đấy trong nọ là chúng ta nhìn nhầm hướng vì cái hướng video nó 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 theo đúng cái hướng của cái bản đồ đấy, chúng nhưng mà thực ra nó ngược lại nó chính là tòa nhà này đấy tòa nhà này thì chỉ có Ukraine mới phá được thôi đúng không ạ Đấy, và cái tòa nhà này nó quan trọng với họ nhưng tại sao họ lại phá thì rõ ràng là đây là một cái hành động mà chúng ta đã từ hôm qua ta đã quan sát là phá tòa nhà này nếu mà trong trường hợp mà Nga có chiếm được ấy, thì họ mất đi một cái tòa nhà quan trọng có thể thiết lập được kiểm soát tầm nhìn đúng không ạ hỏa lực sang toàn bộ các cái vùng lân cận của Ukraine ở bên xung quanh đấy tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì nó rất yên ắng ở mấy cái tòa nhà đấy đáng nhẽ ra theo như logic là ukraine phá để rút lui thì đáng nhẽ hôm nay họ sẽ phải phá nốt những tòa nhà còn lại để rút đúng không ạ cũng như là nga phải tràn lên để tấn công đấy, tuy nhiên là chúng ta chưa thấy những cái hành động như thế đấy, hoặc là chúng ta có, chưa có những thông tin uh, cách đây khoảng mấy giờ đấy, chúng ta chưa cập nhật với những thông tin như vậy như vậy rõ ràng là hành động đấy nó rất là khó hiểu lát nữa chúng ta sẽ phân tích lại ở tuyến phía đông thì như các bạn đã biết là hôm qua nga tiến tới phần này đúng không ạ phần này đây và phần này Đấy, có thể nói là phần như này. Thì hôm nay Nga tiếp tục tiến lên phần trên này. Đây, toàn bộ tuyến phía đông. Như vậy là toàn bộ mặt trận phía đông. Thì uh, hôm nay Nga đã đã áp sát vào trong cái 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 uh, cái khu phòng ngự cuối cùng của Ukraine rồi. Chúng ta nhìn thấy chưa? Hai bên giáp lá cà nhau này. Các tòa nhà cao tầng ở đây. Đấy. Còn lại là Nga tấn công từ hướng này vào. Như vậy là bây giờ là là không còn cái khoảng cách nào nữa rồi. Không còn vùng xám nữa rồi. Phía này cũng thế. Phía này cũng vậy đúng không ạ? Phía này thì Nga tiếp tục tiến thêm ở phía dưới. Đây, họ tiến thêm một cái điểm ở phía dưới này của Ukraine. Vùng này thì chắc là chỉ là cái vùng mà, mà, mà tức là dọn dẹp thôi. Dọn dẹp để cho nó liên quan đến mìn miếc các thứ. Và nếu như còn quân còn đã đóng lại thì giải quyết nốt thôi. Chứ còn cái khu mà họ đã tiến lên như này thì các cái mũi này gần như họ sẽ phải bỏ trận địa và họ chạy. Đấy, còn bắt đầu là phía Bắc. Chúng ta nhìn này. Phía Bắc thì đây là bản đồ nó cập nhật hai lần. Hôm qua là phía Bắc nó ở dưới đây cơ. Đúng không ạ? Đấy, nó dưới đây nhưng mà hôm nay là Nga đã tiến sát tới đây rồi. Cũng là sát vào tòa nhà rồi. Phía này cũng sát vào tòa nhà. Thêm cái đây là cái của chiều hôm nay. Đây bản đồ là bản đồ trung lập nha bạn nhé. Đấy, còn đây là phía nó của chiều hôm nay. Đấy, như vậy là trong ngày hôm qua, trong 24 giờ qua, Nga tiến lại tiến thêm rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì những cái tiến này của họ thì nó nó cũng chỉ là những cái nó mang tính chất là uh, bây giờ nó đã dồn vào đến sát rồi thì họ cứ tiến lên thôi đấy chứ nó không có được một cái đột phá như là hôm qua khi mọi tiến họ đột phá được ở đây thì có thể nó không phải là cái lớn nhưng mà nó là một cái 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 sự kiện rất là đột phá đấy cũng như là ví dụ ở đây nó nhỏ nhưng mà có thể cũng thể coi là một cái rất quan trọng đúng không ạ? Còn những cái còn lại như này thì nó là tại sao nó không quan trọng? Nó không phải không quan trọng mà nó là cái tất yếu thôi đúng không ạ? Nó chỉ là cái quá trình tiến lên về phía 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 Ukraine thôi. Nếu như chưa có những cái điểm này thì chúng ta thấy nó ngạc nhiên. Đấy, nó quan trọng, nhưng mà nếu đã có những cái điểm đấy rồi Thì những cái chuyện mà áp sát vào Khu trung tâm của Ukraine là chuyện đương nhiên Đấy, và như vậy bây giờ Chiến tuyến trong một ngày thì Phía Nga đã gần như là toàn bộ Mạng phía Bắc này Một nửa, gần như là toàn bộ phía Bắc đúng không ạ Toàn bộ phía Đông Toàn bộ phía Đông Nam Đấy, đã bị Nga áp sát vào Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một nửa Đấy, nếu các bạn có thể nhìn là một nửa cái khu uh, Pháo đài cuối cùng của Ukraine Đã bị Nga áp sát đây, đúng là 50% rồi. Và như vậy Ukraine chắc chỉ còn giữ được khoảng độ hơn 5% thành phố một tí nhỉ. Đấy, và đây là chiến tuyến của họ nha. Chiến tuyến Ukraine vẫn giữ vững ở đây. Sang bên đây bờ sông. Tới khu vực này. Đấy, toàn bộ chiến tuyến như này. Nếu chúng ta có thể nhìn một cách tổng quan. Chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trận, trận địa của Ukraine sẽ như này. Đúng không ạ? Đấy trận địa của Ukraine sẽ như này. Và khi chúng ta nhìn tổng quan như thế, chúng ta vẫn thấy một điều là Ukraine, mặt trận của họ vẫn rất còn vững ở trong thành phố nhá. Bởi vì họ đang bảo vệ được thứ nhất là gì? Là 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 hai cánh này. Đấy, hai cánh hai cứ điểm quan trọng, hai cánh là chỗ này là tòa nhà cao tầng này và thứ hai là cái khu vực của làng Kromove. nơi đấy là có rất nhiều chiến lũy pháo đài ừ, xin lỗi uh, chiến lũy và và công sự của Ukraine chỗ khu vực này Đấy, và khu vực này rất chống trải nga rất khó để tiến vào Đấy, phía trên này thì họ vẫn ở chính giữa của tuyến thì họ vẫn giữ vững được chỉ nga chỉ tiến rất chậm được trong ngày hôm qua đấy, và tại sao tôi nói đấy là điều quan trọng bởi vì tất cả ba chiến tuyến họ đang bao bọc được cái ngã tư đúng không ngã tư tiếp tế của cái này chúng ta cứ nhìn mà xem đúng không ạ chúng ta cứ nhìn nhìn trên bản đồ chúng ta thấy là chiến tuyến phòng ngự bao giờ nó cũng kiểu như này và họ đang bảo vệ được cái cái ngã tư sống còn của họ ở đây đấy, cho nên về mặt tức là về mặt trận địa ấy, thì chúng ta thấy là là nga gần như là tiến thêm rất nhiều và áp sát vào thế nhưng mà cơ bản là ukraine chưa đến mức độ mà gần như là là là, là bị tiêu diệt ngay trong một hai ngày đúng không ạ chúng ta nhìn thấy như này khi nào mà cái tuyến này nó bị cắt ấy, thì lúc đấy mới gọi là hoàn toàn suy sụp Đấy, tuy nhiên là đã có rất nhiều những thông tin về việc Ukraine đã bắt đầu rút quân ở trong thành rồi, họ đã có những tin đồn, có rất nhiều thông tin rút quân trong thành, rồi là có những nhiều cả những thông tin là lại viện binh quay vào, đấy cũng có nhiều rút quân trong thành, rồi có những cái thông tin đồn về việc là, là là lính Ukraine bây giờ trong thành lẫn ngoài thành, trong thành thì họ không nghe lệnh ở lại nữa, còn ngoài thành thì họ không nghe lệnh đi vào nữa. Tức là những thông tin đấy là thông tin mang tính chất là 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 bên lề không chính thức. À, nhưng mà nó không có lửa thì nó cũng không có khói đúng không ạ? Thực ra nếu chiến đấu trong một cái tình trạng nó như này cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng rất khó đúng không? Về mặt à, tinh thần là rất khó. Hơn nữa là hỏa lực của Nga chút xuống hàng ngày đầu họ như thế, chắc chắn là rất khó. Và thiệt hại ngày nào cũng hàng nhiều trăm người thì rõ ràng là à, cái việc mà họ ở trong thành thì chỉ là chờ để để bị hỏa lực nó tiêu diệt thôi, đúng không? Hôm qua trên mạng thì có cái video mà nhìn nó rất thảm khốc mà nó là khu này này, nó khu này của Ukraine này, khu này, đoán khu này, chiến hào mà nhìn quay từ trên xuống là anh em bị không biết cái loại vũ khí gì mà la liệt như kiểu là là như nào nhỉ, như là con mối, ấy. con mối nó nằm dọc ngang dọc vắt lên nhau ở chiến hào, nhìn cực kỳ đáng sợ luôn, đấy, cho nên là là tôi thấy tình huống đấy rất là khó đối với Ukraine. Hơn nữa hôm qua Wagner họ còn báo là họ lại bắt được một cả một đội quân của Ukraine ở trong khu vực uh, nào đó ở phía tây bắc đấy khu vực này cả một đội quân không biết là đội đến nó là đại đội trung đội hay là tiểu đội đúng không ạ nhưng mà rõ ràng là cái việc bị bắt sống nhiều như thế rồi là bị cả một cái chiến hào dài nhẵng như thế mà bị bị đồng loạt tức là nhá vẫn còn nguyên vẹn các bạn ạ còn nguyên vẹn cơ thể này nọ nhưng mà tất cả anh em là bất động bất động ngang ngửa hết không hiểu là loại vũ khí gì của nga Đấy và thậm chí những cái mà chúng tôi chưa nhận được, chúng tôi không nhìn thấy có thể là Nga đang đang tàn sát các cái ngôi nhà, các cái tòa nhà này. Tôi đoán như thế và thậm chí là Ukraine cũng có thể đang tính bây giờ có thể họ cũng đang đang phá, bắt đầu tính cái chuyện phá nhà này rồi, đúng không? Đấy, chúng ta cũng không biết được bởi vì là chiến trường của chúng ta là chiến trường trên mạng mà, chứ nó không phải chiến trường ngoài thực tế. Ngoài thực tế nó rất là khác. Hôm nay thì đã có video về việc là lính Nga bắt đầu đột kích. Đấy, những video đột kích trực tiếp vào các ngôi nhà ở đây luôn rồi. À, như vậy là một ngày thực sự là cũng là một ngày mà toàn tin xấu đối với ukraine chúng ta ra ngoài rìa thành phố một chút trước khi quay trở lại à, kết thúc các vấn đề trong bác mút à, hôm qua tiếp tục nga tiến quân theo các hướng này ép quân ukraine giữ quân đồn trú họ ở trong đây à, cắt tuyến tiếp tế tấn công vào các khu này à, tấn công vào các hướng từ trên xuống đây các bạn nhìn thấy những cái mũi tên này đúng không ạ? Những mũi tên đỏ đỏ mà cái người tạo map họ đánh dấu đấy. Theo như là thông tin của bộ quốc phòng của hai bên thông báo, chúng ta thấy là giao tranh trong ngày hôm qua rất khốc liệt trên toàn tuyến đúng không ạ? Quân Ukraine chưa thực, uh, quân nga chưa thực hiện một cái vụ đột phá nào như như tôi nghĩ là họ sẽ đột phá qua đây. Tất nhiên là cũng rất khó khi nào hỏi tiến được đến đây cơ, đúng không ạ? Họ phải làm chủ được khu này thì họ mới có thể đột phá theo cái góc này được. Đấy, còn nếu không thì chắc chắn họ sẽ vẫn vẫn còn bị hở sườn từ hai cánh hai cánh của nga vẫn còn ở đây chắc chắn họ không thể nào theo hướng đó được Đấy, nhưng mà chắc chắn với cái việc như này ấy, thì uh, tôi nghĩ rằng bây giờ giao giao tranh đang ác liệt ở đây đúng không ạ với cái việc phá nhà ở đây thì uh, bây giờ giao, giao tranh khắc khốc liệt ở đây và chắc chắn là chỉ có hướng này là cái hướng mà nhìn trông nó có khả dĩ nhất đối với nga trong thời gian ngắn nhất thôi Đấy, còn hướng trên thì tuy là trông nó không có tòa nhà nào nhưng mà rõ ràng là về địa thế nó rất khó đúng không ạ nó có con sông ở giữa đấy, nó có tuyến đường cắt ngang có chiến hào của ukraine dọc ở khu vực này rất nhiều giao tranh vẫn tiếp tục ở phía trên thành phố ở phía trên cung đường t 56 ở khu vực này không có gì thay đổi quân nga vẫn phòng ngự ở làng kromove ở khu vực này để ngăn bước quân ukraine các hoạt động UAV và pháo kích của Nga vẫn cắt rất nhiều những cái hoạt động tiếp tế của Ukraine dẫn tới cung đường ở đây. Ở phía bắc của thành phố, quân Nga tiếp tục tiến công vượt qua sông. Đấy, họ tiến công vượt qua sông. À, như mọi ngày, bây giờ họ đã áp sát vào tới cái cái tới cái dòng sông này rồi. Đấy, và họ tiến công vào khu vực này. Hai mũi tiến công của Nga về hướng này, hướng này, giao tranh đang vẫn tiếp tục xảy ra trong đây. Quân Nga vẫn tiếp tục tiến công về khu vực này nhằm đẩy quân Ukraine xa ra khỏi chiến tuyến của cái làng ở đây. Đấy là toàn bộ những cái diễn biến ở phía Bắc. Nói chung diễn tuyến ở phía Bắc thì nó không có gì đặc biệt so với mọi ngày trước. Nó chỉ có một cái diễn biến họ tiến công ra đây. Đấy, đồng thời là họ sẽ có một cái mũi tiến công thêm từ cái hướng trên này xuống cái làng này. Nếu mà họ chiếm được cái làng này thì họ sẽ giành được cao điểm rất quan trọng. Nhưng mà cũng chưa có thêm một cái tiến bộ gì. À, ở làng này cũng thế, giao tranh cũng khốc liệt từ rất lâu rồi. Nhưng mà không giành được cái lợi thế nào từ hai phía, 50-50 quan trọng nhất đối với nga là họ phải nhắm được ba cái thị trấn ở đây Đấy, họ nhắm được ba thị trấn ở đây nó rất khó đúng không ạ các bạn nhìn trên bản đồ các bạn có thể nhìn thấy nó toàn cao điểm thôi nó toàn cao điểm và nó có rất nhiều rừng rậm Đấy, nếu như mà nga mà xử lý được ba cái làng này thì coi như là ukraine không còn cơ hội để phản công một cách hữu hiệu trên toàn tuyến mang tính chất chiến lược nữa Đấy, đây là cái ba làng ở cao điểm và nó là cái chiến tuyến cuối cùng để mà À, quân Ukraine thiết lập một cái vành đai phòng ngự tiến vào phía trong của Slovian, ngay sát con kênh lớn, đồng thời là ở phần cao điểm. Đấy, cho nên nếu mà Nga chiếm được thì tất cả những cái mũi ở phía bên trái này của Ukraine là phải buộc quay về phòng ngự, không thể tiến được qua sông nữa. Thêm một tin không vui cho Ukraine, ở tại Bác mút hôm qua thì Nga tiến hành à, à, pháo kích bom, Đấy, và đặc biệt là có một sự kiện lại quan trọng nữa là họ lại đánh trúng một cái sở chỉ huy của liên quân. Hôm trước thì cái sở chỉ huy của quân đoàn quốc tế bị đánh và bị 60 người bị thiệt mạng, 20 người thương. Sau đó thì họ chuyển sang họ ở kẽ cái sở chỉ huy liên quân của cái 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 cái, cái um, sở chỉ huy của chính cái, cái, cái Bắc Mút ở trong đây cũng mới chuyển từ Gramato xuống. Đấy, và phía Nga nói rằng là họ đánh trúng cái sở chỉ huy, chỉ huy liên quân của hai cái đơn vị hai cái đơn vị mà đã từng bị Nga đánh trúng vào ngày hôm qua. Đấy, họ lại đánh trúng cái sở chỉ huy liên quân của hai bên và khiến Ukraine thiệt hại rất nhiều. Tuy nhiên chưa có cái con số. Thông thường tấn công vào những cái mục tiêu phía sau ấy thì Nga phải có cái cách nào đấy để họ chắc là họ phải có tay trong đúng không ạ? Thì họ mới có thể biết được những cái thông tin cụ thể thiệt hại nó như nào. Nhưng mà cứ đánh vào sở chỉ huy là tôi thấy thiệt hại rất lớn các bạn ạ. cho à, nên có thể thấy một điều rằng bây giờ chúng ta quay lại nhìn lại cả ngày hôm qua trong uh, trong uh, xung quanh Bắc Mút đúng không ạ? Trong thành Bắc Mút, ngày hôm qua toàn bộ các cánh quân của Nga đã áp sát vào phía đông, phía bắc, phía tây bắc, phía đông nam. Như vậy là đối với lại cái pháo đài cuối cùng, Nga đã áp sát vào tới 50% chiến tuyến, đúng không ạ? Đồng thời là ở phía tây bắc của 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 bắc Mút thì xuất hiện rất nhiều những cái sự kiện đặc biệt là những sự kiện à, có cả đội lính bị bắt này rồi cả chiến hào rất rộng rất dài à, quân của Ukraine bị tiêu diệt ở đấy rồi là rất nhiều những thông tin liên quan tới việc kháng lệnh bỏ trốn đấy, rồi là đầu hàng vân vân rất nhiều cộng với lại những thông tin liên quan tới nga đánh vào sở chỉ huy và phía trong thì như vậy là ukraine lại trải qua một ngày rất là là gọi là phải nói thực sự là rất đen tối đúng không ạ với lại à, à, thành phố trong bác mút thì trong bác mút này tuy như thế thôi nhưng mà tôi vừa nói cái về một cái học thuyết về đơn giản về trận địa ấy là nó vẫn thiết lập được cái phòng cung đúng không ạ và ukraine vẫn làm chủ được cái tuyến đường duy nhất của họ ở đây thì như vậy là họ vẫn chưa ở mức mà có thể là bị uh, tiêu diệt đúng không ạ Đấy có thể bây giờ nói là rất nguy kịch nhưng mà chưa ở mức là là đe dọa tới mạng sống khi nào mà Nga có thể làm chủ được, thiết lập được cái kiểm soát uh, hỏa lực của họ trực tiếp vào đây. Có nghĩa là lúc đấy họ phải tiến tới tới cái đây cái, cái chiến tuyến này của Ukraine đang phòng ngự ở đây này. Thì lúc đấy thực sự là Ukraine mới bị uy hiếp. Và bây giờ thì tôi thấy phía bên chỉ huy của Ukraine họ cũng chưa đưa ra những cái bất kể một cái cái mệnh lệnh nào liên quan tới việc là, là bác mút trong toàn bộ 24 giờ qua. Trước đấy thì có những mệnh lệnh tử thủ này, đúng không? Giữ đến cùng vân vân. Nhưng bây giờ thì chúng ta chưa thấy những cái mệnh lệnh như thế và rõ ràng là với cái diễn biến tuy là nó dồn dập như vậy nhưng mà rõ ràng là là họ chưa có như vậy có thể nói là gì, họ vẫn đang có một cái toan tính gì đấy liên quan tới cái việc bác Mút. Như vậy toan tính đấy nó là gì? Chúng ta thử nói qua xem, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là họ vẫn có khả năng rút được vào thời điểm này, đúng không ạ? Họ chưa việc gì phải vội. Đấy, đấy là dưới con mắt của Ukraine nhá. Đấy và đặc biệt là liên quan tới cả cái việc thóa phá từng cái tòa nhà ở đây, đúng không ạ? Họ cũng chưa phá À, đồng loạt như vậy là rõ ràng là vẫn chưa có động thái để mà 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 có lệnh rút ồ ạt à, đúng không? À, như vậy là về mặt đấy thì họ vẫn 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 duy trì cái như vậy. Thứ hai là liên quan tới việc là họ họ vẫn kiên quyết là ra lệnh là tử thủ để mà gây thiệt hại và cầm chân quân nga đúng không? Như vậy là họ vẫn dựa vào một cái lợi thế là gì? Là những tòa nhà cao tầng có thể khiến cho nga phải bỏ ra phải hy sinh rất nhiều nguồn lực để có thể chiếm được à, bác mút Đấy, và như đấy như thế có thể nói là quân chỉ trong đấy có thể hy sinh nhưng mà ít nhất là họ cái hy sinh của họ rất có ý nghĩa đúng không ạ là làm chậm quân nga rồi củng cố chiến tuyến phía sau của quân mình đồng thời là gây thiệt hại cho quân nga đúng không đấy, và lợi nhờ về lợi thế phòng thủ họ có thể đạt được những cái những những cái lợi thế về thiệt hại giữa hai bên tương quan giữa hai bên còn cái kịch bản thứ ba, một kịch bản mà có thể nói là nhiều khả năng xảy ra nhất, đấy là chính là việc họ vẫn nuôi một cái hy vọng là trong những ngày tới có thể cầm chân được quân Nga để diễn ra cuộc tổng phản công giải vây Bắc Mút. Đúng không ạ? Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta thấy là những ngày gần đây là Ukraine họ đã tụ tập rất nhiều và có thể nói trên toàn chiến tuyến ngày hôm qua nhé, thì ban đầu tôi mở tin lên tôi xem tôi tưởng là nga đã phản ơ ukraine đã phản công rồi Đấy, tức là họ nói là có thông tin là quân ukraine bắt đầu dồn ép toàn bộ quân ở trên toàn chiến tuyến ra sát cái chiến tuyến đối với nga Đấy, nhưng mà cuối cùng là 24 giờ qua thì chúng tôi không nhìn thấy những cái hoạt động mang tính chất tổng phản công nó vẫn là những hoạt động như những ngày khác thôi Đấy, như vậy cho thấy một điều rằng là họ vẫn 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 nuôi cái hy vọng đúng không Đấy, và tôi nghĩ rằng là cái hy vọng để tổng phản công vẫn là cái lớn nhất cái thứ hai là cái cơ hội thứ hai chính là cơ hội mà họ vẫn chưa thấy đến mức bị nguy kịch quả đúng là như vậy đúng không ạ Nếu mà đến mạng sống thì chưa nguy kịch bởi vì nói gì nói họ vẫn còn duy trì được con đường mà vẫn còn con đường để rút về phía sau đấy, ít nhất là nó ra con đường đấy còn mấy cách đúng không ạ từ trên này xuống này từ đây sang rồi từ phía dưới này lên từ đây xuống nữa còn rất nhiều cái cái con đường nhỏ để dẫn tới con đường chính của họ có thể rút được đấy, thậm chí là biết đâu đấy lại còn có cả đường hầm đứng như gì đó về mặt rút quân ấy thì tôi chưa thấy người Ukraine bị hoảng, như vậy họ vẫn có cách rút quân. Đấy, mặc dù là bây giờ trong thành phố này chúng ta cũng không biết là còn bao nhiêu nữa, đúng không ạ? Hôm trước thì bảo là còn 10.000, ví dụ vậy đi nhưng mà bây giờ từ ngày đấy đến bây giờ nó khoảng tuần rồi. 10.000 mà mỗi ngày uh, tiêu hủy đến mấy trăm người như thế thì rõ ràng bây giờ có khi nó đâu đấy nó chỉ còn khoảng 5, 6.000 thôi, đúng không? Đấy, đấy là mình dự đoán như thế và như vậy uh, những cái thông tin tiếp theo chúng ta phải chờ những cái cập nhật thêm về những cái diễn biến ở cái khu vực uh, uh, khu vực uh, ngã ba phía dưới phía nam của thành phố đúng không ạ và thứ hai nữa là cái mũi tiến quân của nga ở phía bắc về phía làng Kromove Đấy, tôi tin chắc là quân uh, quân nga chắc chắn họ sẽ có một cái thay đổi chiến thuật để họ đột phá về phía cái làng này tôi nghĩ rằng là từ trước nay chúng ta cũng nói rồi đúng không ạ về làng này tiến công rất khó bởi vì nó chia cách với con sông và hai phía đều có phòng thủ đều có hệ thống công sự dọc theo bờ sông dọc theo làng đấy nó dọc nó rất là khó bạn nhé nó dọc rồi kết hợp với ngang rồi nó phối kết hợp liên thủ với nhau trong tầm hỏa lực rất khó để cho cho nga tiến vào nếu như họ không có thêm các cái hướng bọc sườn khác đúng không ạ mà rõ ràng ở đây thì họ không có rồi đấy, ở đây họ đều bị án ngữ bởi bởi cây công sự và phòng thủ của ukraine dọc chiến tuyến như vậy là rất khó để vào Phía này họ cũng không thể tiến công theo hướng này, bởi nó vướng tầm hỏa lực của tòa nhà. Đấy, như vậy là rõ ràng cái hướng ở trên là họ đang gặp rất nhiều cái sự phản kháng, đúng không ạ, dữ dội của quân Ukraine. Đấy, phía dưới thì chúng tôi không có thêm thông tin, bởi vì hôm qua Nga cũng không tổ chức tấn công từ phía đây sang. Có nghĩa rằng là Nga chưa tập trung và tấn công ở phía dưới, đúng không ạ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn để cho bác muốn nó sụp ấy, thì một trong những điều đầu tiên làm là phải ở đây. Bởi vì khi mà họ tấn công, họ chiếm được khu vực này ấy, thì họ có khả năng tấn công được từ bắc mút thậm chí là chính cái cung đường này từ phía sau đúng không ạ phải có lấy được cái cung ở dưới này thì họ mới có thể vào đây để tấn công và còn bao vây mặt về mặt trận địa đúng không ạ đối với lại ukraine nhưng mà tôi thấy chưa thấy nga làm điều này đấy là một cái điều rất đặc biệt và thứ hai nữa là cũng có thể là, là họ đang làm nhưng chúng ta không biết được đấy. không phải lúc nào thông tin cũng chính xác được đâu bởi vì cơ bản là ở đấy Phóng viên ở trận địa nó không được phép mang điện thoại chụp ảnh gì cả, đúng không ạ? Họ chỉ quay phim ở đấy xong rồi họ báo cáo sau. Đấy và có những thông tin mật ở trong bác mút ấy, nó liên quan tới Wagner. Đây là cái chiến trường do Wagner à, phụ trách cho nên là những thông tin nhiều khi là Wagner họ sẽ không công báo không công bố. À, để đảm bảo cái tính bí mật của nó. Thời buổi bây giờ mà cứ oang oang lên một tí là y như rằng là là phía địch với phía ta, có khi phía địch nó còn biết rõ hơn phía ta. À, như vậy là tổng kết lại trong ngày trong bác mút nga tiếp tục à, à, tiến công thêm à, được rất nhiều trong khu vực phía đông của thành phố phía đông đông bắc đông nam Đấy, và đồng thời là có rất nhiều những chiến biến, diễn biến xung quanh bác mút cho thấy là ngày hôm qua nga tiếp tục à, giành thêm được rất nhiều những bước tiến những thành công một cách đáng kể tuy không bằng những ngày trước trong tuần và như vậy là hôm nay là ngày 29 rồi, khả năng mà bác Mút sụp à, chỉ còn một ngày nữa thôi, đúng không ạ? Rất khó, rất khó cho những người chọn trước ngày 30 tháng 4. Chúng ta đi nhanh các chiến trường còn lại. Trong ngày hôm qua thì toàn bộ chiến tuyến không có nhiều những diễn biến sôi động như những ngày trước. Thêm một vụ tấn công của Nga ở đây ra, họ thu hồi thêm một cái phần đánh thổ nhỏ. Đấy, và các mũi tấn công của họ cũng vẫn tiến ra à, các thành phố ở đây. Mũi tấn công của họ bay ra đường tàu nhằm đẩy quân Ukraine ra khỏi cái khu vực đường tàu mà hôm trước họ mất. Mũi tấn công khác vẫn ép về phía còn lại của ngôi làng nơi mà Ukraine chiếm một phần nhỏ. Các mũi tấn công của họ ở phía dưới và về phía làng này chỉ có mũi tấn công về phía làng này thì hơn khác hơn so với mọi ngày. Đấy, chắc chắn là họ đang muốn rút khoảng cách xa. Ở phía cái thị trấn bên dưới thì Nga tiến thêm được một đoạn. Đây ở ở phía trên của cái khu vực này. Đấy. Còn cái phía ở bên dưới thì quân Ukraine-Nga vẫn tiếp tục ra đây. Ở làng bên dưới thì vẫn tiếp tục uh, giao tranh. Ở cái làng uh, Nga đang bao vây. Và Ukraine không có ý định nhường cái làng này cho cho Nga. Hai bên vẫn giao tranh khốc liệt ở khu vực này. Đấy. Đây là toàn bộ những cái liên quan tới uh, Adipka. Ở Marinka, ngay phía bên dưới thì uh, có thêm một vài những thay đổi. Cũng ở phía bắc, cánh cung của Nga mở thêm dài ra một đoạn nữa ở trong thành phố thì quân Nga đang tiếp tục tiến về phía tây của bên trong thành phố. Toàn bộ cái mặt trận Marinka này nhìn như này thôi nhưng mà nó nát hết, nó không còn một cái nhà nào nữa. Đây, toàn bộ như này nó không còn bất kỳ một cái nhà nào, thậm chí cả một cái ngôi tường, một cái 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 tường bờ tường nó không còn cái đáng kể nữa. Đấy. Nát như tương, như tương luôn. Đấy, cho nên là cái việc mà Nga duy trì cái hiện trạng như hiện nay ấy, thì nó liên quan đến thứ nhất là gì là họ vẫn bám lại ở các cái mặt trận mà còn các cái cái các cái công sự cố thủ đấy các tòa nhà vân vân và còn toàn bộ phía này là nó nát hết rồi đấy. thì cho thấy một điều là cái phần còn lại của Ukraine nó không còn ý nghĩa gì nữa là đúng không ạ phía truyền thông các bên thì nói rằng là Marinka thực tế thì Ukraine đã mất Marinka rồi đấy. Hôm qua thì họ tiến thêm ở cái phía trên như này Như vậy là nó chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi Mà Ukraine thì vẫn tập trung quân điều quân thêm hàng ngày để mà cố đẩy Nga ra khỏi cái chiến tuyến này và họ không thực hiện được điều đấy từ rất lâu rồi. Đấy à, cho nên là cái Marinka này nếu như diễn ra một cái chiến sự nào đó thì ngay lập tức là Nga sẽ tiến quân ở đây để thu hồi toàn bộ Marinka. Thì Nga thông báo uh, toàn bộ chiến tuyến của Donetsk từ Adipka tới Marinka uh, trong ngày hôm qua họ tiêu diệt 350 uh, lính Ukraine, 15 xe bọc thép 4 pháo và một radar. Quên mất hôm qua có rất nhiều vị khán giả nói rằng là là đo tỷ lệ của bản đồ. Đây tôi đo cho quý vị nhé. Từ uh, chiều dài từ phía cái lõi của thành phố Bắc Mút ấy, cái pháo đài ấy. Đấy từ phía trên xuống là bao nhiêu? 1,4 1,5, 6, 7, 8, 9. Tức là 1,25 km. Đây, phía này. Bây giờ tính chu vi đi, đúng không ạ? Chu vi của nó đi. chu vi của nó là 3,65 km. Đấy, toàn bộ cái chu vi này. Và cái chiều đáy rộng nhất là 1,25. Đấy. Thực ra thì trong bản đồ nó có rất nhiều công cụ, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì tôi cũng không muốn đi quá sâu vào những cái công cụ nhỏ như thế. Nó sẽ mất rất nhiều cái thời gian và cái khả năng tổng quát của mình ở trên cái bản đồ. Đấy, cho nên là về cái công cụ là tôi cũng xin phép không được đi quá sâu vào những cái vấn đề trong bản đồ như thế. Chúng ta đến với chiến trường phía nam của Donetsk, Uleda. À, hôm qua thì phía Nga vẫn tiếp tục tiến công theo ba mũi về phía Volleda. và giao tranh uh, hạn chế diễn ra ở Vulida. Ngày hôm qua thì Vulida, quân Ukraine chỉ thiệt hại có 40 binh sĩ, hai khẩu pháo và hai xe thiết giáp. Đấy, một cái con số khá nhỏ so với lại thời gian gần đây. Các hoạt động pháo kích của Nga vẫn diễn ra đều đặn ở toàn bộ các cái khu vực lân cận của Volleda. Ở phía Zaporizhia uh, Nga thông báo hôm qua à, uh, Ukraine thiệt hại uh, 40 binh sĩ, 20 khẩu pháo và một uh, xe thiết giáp toàn bộ chiến tuyến của rồi, sao rồi, của Ukraine tại khu vực này. Đấy, và không có thêm các cái hoạt động gì đặc biệt ngoài các hoạt động vẫn uh, tìm và diệt các cái các cái tuyến tiếp tế hậu phương kho tàng bến bãi của Ukraine ở dọc đây như tôi nói là hôm qua thì nga họ thông báo là ukraine bắt đầu tiến quân hành quân dọc chiến tuyến đấy đấy là có dấu hiệu học hành quân dọc chiến tuyến đặc biệt là khu vực zaporizhia cho nên là đây cũng là một trong những cái 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 dấu hiệu cho thấy là ukraine sắp sửa tổng phản công tuy nhiên thì với cái việc mà sở chỉ huy của họ ở Mykolaiv bị nếu như đấy là tin thật nhá Thông thường những tin đấy thì nó không có gì giả. Ngày xưa tôi nhớ cái vụ được tấn công vào sở chỉ huy của Ukraine bằng tên lửa Kinzhan ấy. Thì đầu tiên tôi cũng nghi lắm. Đấy nhưng mà về sau là càng ngày thông tin đấy nó càng thật và cuối cùng thì truyền thông phương Tây cũng thừa nhận như vậy. Đấy cho nên là cái vụ mà tấn công hôm qua ở Mykolaiv mà khiến cho cao cấp sĩ quan, 20 sĩ quan cao cấp của Ukraine thiệt mạng ấy. Và thậm chí có cả NATO trong đấy ấy, thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch phản công của Ukraine đúng không ạ? Đấy, và từ đấy chúng tôi cũng không thấy thêm có những cái thông tin gì nó lớn liên quan tới trên toàn mặt uh, tên trên liên quan tới cái dấu hiệu của cuộc tổng phản công ở mặt trận khe son uh, phía Nga thông báo thông qua các hoạt động đấu pháo các hoạt động uh, tìm tiêu diệt hoạt động uh, hàng không chiến thuật thì quân Ukraine thiệt hại uh, đâu 65 người 3 xe bọc thép và hai uh, uh, khẩu pháo đồng thời thì ở chiến trường khe son này nó xuất hiện một cái cái thông tin mà nó 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 uh, tự nhiên hôm qua họ lại đồn rất nhiều giống như chúng ta đã trao đổi là bây giờ ở cái con đập uh, ở vùng khe son này quân ukraine bắt đầu tích trữ nước đấy bắt đầu tích trữ nước và bây giờ mực nước ở toàn bộ sông Neper lên phía trên zaporizhia hồ phía trên nó bắt đầu nó dâng rất cao đấy thì uh, rất nhiều người cũng đồn đoán là liệu ukraine có thể xả con đập đấy ra để mà xử lý toàn bộ cái hệ thống công sự của của nga ở khu vực này hay không? đấy, đấy cũng là một cái mà nó không loại trừ bạn nhé, bởi vì là rõ ràng là ukraine đã sở trường đánh vỡ đập rất nhiều lần rồi. Nếu bạn nhớ lần đầu tiên khi mà quân nga tiến sát kiev thì họ đã đánh vỡ đập đúng không ạ, làm cho ngập lụt cả cái cái khu vực gần kiev. Đấy, và lần thứ hai thì lần ở trong thành phố bakhmut là họ cũng đánh sập cái con đập đấy để mà cản bước quân nga, đấy, nhưng mà nó cũng không thành công cho nên cái lần này mà họ có thể đánh con đập này chắc chắn là nó sẽ gây ra tác dụng đối với nga đấy, nó sẽ gây rất ảnh hưởng tới toàn bộ cái hệ thống dân cư dọc bờ sông này, đúng không ạ? Đồng thời là các cái khu công sự của nga đã chuẩn bị từ trước dọc chiến tuyến ở phía dưới, nó là cái phía dưới, còn phía trên thì nga lại rất ít chiến tuyến, rất ít công sự và chiến hào ở phía trên. Cho nên là với cái việc như này, tôi nhìn thấy nó rất rõ, mặc dù là cái không biết là nga có thể sử dụng bom đạn của mình để phá cái đập này hay không. Đấy, tôi nghĩ rằng là nếu như mà mà Nga chủ động phá thì Ukraine chắc chắn là sẽ lại kêu rời, đúng không? Còn nếu mà không thì Ukraine sẽ đồng loạt là họ thả hết các cái con đập ở phía trên của thượng lưu của dòng sông Neper và lúc đấy nước nó sẽ bất ngờ nó sẽ tràn xuống toàn bộ khu này thì cái hướng chảy của nước nó sẽ vào xuống dưới này. Nó sẽ vào khu vực dưới này, đây. Toàn bộ cái hạ lưu của sông Sông đép phải phía bên uh, bên nga đúng không ạ và gây ra ngập lụt toàn bộ cái khu phía dưới này. Còn ngập đến đâu chúng ta cũng chưa biết được. Chỉ biết là họ bàn như thế bởi vì đấy là cái địa hình của họ mà. Cho nên họ nói rằng là ít nhất nó sẽ ngập toàn bộ cái hệ thống chiến hào ở tiền tuyến của nga. Cũng là một thông tin chúng ta cũng cần phải lưu ý đúng không ạ, rất quan trọng và không có lý do gì Ukraine không làm việc đấy. Đấy, không có lý do gì lớn cả, đúng không ạ. Thậm chí là có rất nhiều lý do khẳng định rằng họ sẽ có thể sử dụng cái việc những cái cái biện pháp đấy như là một cái công cụ bất ngờ đúng không? Bởi vì nếu Ukraine không có bất ngờ ấy thì họ rất là khó có thể ăn được Nga trong cái chiến dịch tổng phản công này. Nhưng biết đâu họ lại có những cái bất ngờ như này thì sao? Bây giờ chúng ta lên với chiến trường Liman, Svyzh. Chiến trường Liman Svyzh thì các hoạt động diễn ra giống như mọi ngày nó chỉ khác về cái tần suất thôi chứ còn vẫn các mũi tiến công vẫn các cái mũi hai bên cùng uh, tổ chức uh, giao chiến ở các cái mặt trận thứ nhất là cái làng uh, khu vực này làng này thì trông nó nhỏ nhưng nó rất chiến lược đấy chết rồi tại sao máy treo này nhỉ đây các mũi phản công của cái ở khu vực này giao tranh không liệt ở khu vực này bởi vì chúng ta thấy rõ là cả hai bên đều ý thức về cái tầm quan trọng của cái cánh rừng này đúng không trong suốt thời gian vừa qua thì giao tranh rất ác liệt toàn tuyến ở Kremina ở khu vực này Đấy, toàn bộ từ trên xuống dưới. Toàn bộ cái chiến tuyến này Ukraine thiệt hại 70 binh sĩ cộng với lại 4 xe bọc thép và hai khẩu pháo. Không biết là các quý vị xem video nếu mà nó có lỗi gì cái đoạn này thì bỏ qua nhá. Hình như tôi thấy rất nhiều tiếng lỗi ở trên trên trên, trên máy mà chúng tôi chưa nhìn thấy. Thôi chúng ta đến nhanh cái phần cuối không thì lỗi cái mà hỏng cả video thì tiếc phía phần này trên này thì không có thêm các cái hoạt động gì đặc biệt ngoài các hoạt động đấu pháo giữa hai bên và pháo kích của phía quân nga về các chiến tuyến và phía này hôm qua thì quân ukraine vẫn chịu một cái uh, lượng tổn thất rất lớn là 105 người uh, hai khẩu pháo và hai uh, xe bọc thép toàn bộ cái chiến tuyến phía bên trên đồng thời diễn ra rất nhiều những cái giao tranh dọc chiến tuyến ở phía này Đấy, phía nga thì họ bắt đầu tiến công uh, trên mặt trận uh, mạnh hơn ở toàn bộ cái chiến tuyến Kupian, đồng thời pháo kích của họ dồn dập thêm về hướng hậu phương của phía Ukraine ở hướng trên. Đây là một hướng sẽ rất tiềm năng để mà có thể diễn ra cuộc tổng phản công của hai bên. Đấy, như vậy là điểm lại một cái ngày hôm qua chúng ta thấy là trong thành Bắc Mút Nga vẫn tiếp tục tiến xa, tiến hơn xa hơn và sát tới phần cuối rồi. Tuy nhiên thì Ukraine vẫn giữ được những cái đoạn quan trọng và bảo vệ được tuyến tiếp tế. Đấy, và họ vẫn có cơ hội để trụ được thêm vài ngày nữa đúng không ạ? Đấy, nếu không muốn nói là có thể đến hàng tuần hoặc là đến ngày lễ thi chiến thắng. À, đáng lưu ý là vụ à, hai bên à, dân thường bị thiệt mạng rất nhiều từ hai phía phía nga thì à, trong ngày thì họ đã theo như thông, thông tin của họ thì phía môi, ở mikolev họ đã đạt được một cái thành công nếu mà đúng như thế thì là một trọng thành công cực kỳ là là quan trọng đúng không ạ đánh trúng và tiêu diệt được 20 sĩ quan ở cấp gọi là gần như là cấp cấp tổ, cấp tốt rồi đấy gần tốt rồi bởi vì những người mà tiếp cận được với tài liệu tổng phản công mà. Đấy, còn Ukraine thì cũng đánh phá được cái kho à, dầu lớn nhất của Nga ở khu vực Sevastopol. Đấy, nếu mà nó bị vỡ, à, nổ hoàn toàn thì rất ảnh hưởng tới cái cái việc mà tiếp nhiên liệu cho các cái hạm đội của Nga ở khu vực này. Đấy, tuy nhiên thì nó vẫn còn một số các cái kho xung quanh vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, và chúng tôi thì nghĩ rằng là đấy là hành động đáp trả của Ukraine thôi nhưng mà về mặt chiến thuật ấy, thì chúng ta thấy nó rõ ràng là khi mà đánh vào kho dầu đối phương nó cũng có thể báo hiệu ra những cái chiến dịch quân sự sắp tới đúng không ạ cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo